Let's catch rural fruit from fruit tree. Today I take you all to see how rural people in my village go up the fruit tree on the top to catch all yummy fruit. Everyone know the food call please? Leave a comment if you all know the name please. Please enjoy the videos. Hello, Nick. Hey, Nick. Nhưng mà má bé không phê. Má bé không phê. Ai có phân? Ui, thằng phê là phải chân. Chân ốc. Ốc cha đúng không? Trông trông nó hả? Mình bị bé. Ồ hơi. Nó sao đã trông trông đi anh. Ai bẻ cái nào tao này ồn ơi ồn. Lộp lên lộp. Sao mau cho cái ra ồn. Thanks for watching, and see you in the next videos.